tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015 đã chính thức mở màn. Theo thông tin từ công ty Multimedia JSC, thì sắp tới đơn vị này sẽ chính thức ra mắt tuần lễ thời trang Việt Nam. Tuần lễ thời trang quốc tế của Việt Nam được xem là nơi góp phần đặt nền móng cho nền công nghiệp thời trang của Việt Nam. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International, Vienna International Fashion Week 2015, the largest. Người mẫu, khán giả đều cùng được đắm chìm vào một cuộc du hành. Không chỉ với một điều thời trang mong đợi sự trở lại của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Việt Nam International Fashion Week, nơi khởi nguồn của những đam mê và sự sáng tạo vượt qua mọi giới hạn. Việt Nam International Fashion Week, nơi cảm xúc thăng hoa từ những điều kỳ diệu và là sự hòa quyện giữa thời trang và các nền văn hóa trên thế giới. Việt Nam International Fashion Week, hội tụ của những tinh hoa. Việt Nam International Fashion Week, nơi thu hút nhiều nhất những ngôi sao nổi tiếng, những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu của thế giới thời trang trong nước và quốc tế. Việt Nam International Fashion Week, cánh cửa mở ra con đường hội nhập cùng dòng chảy thời trang thế giới và là bước khởi đầu cho một nền công nghiệp thời trang mới, đẳng cấp, xu hướng, không giới hạn. Việt Nam International Fashion Week, nơi quy tụ những nhà thiết kế hàng đầu đến từ các kinh đô thời trang và các quốc gia trên thế giới như Pháp, Italy, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Dubai. Tất cả cùng hội tụ và giao thoa để tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên. Việt Nam International Fashion Week, kênh quảng bá lý tưởng cho các khách hàng tiềm năng với những cơ hội lớn mở ra. Đây sẽ là một cái điểm đến để các thương hiệu thời trang có thể giới thiệu những cái xu hướng mới trong năm. For us, it's progressive. It's something which is bringing to the next level. That's what she does for fashion in Vietnam. Việt Nam International Fashion Week, những nỗ lực không ngừng nghỉ vì một tình yêu với thời trang Việt đã được công nhận. Cái ấn tượng của các bạn đem lại cho chúng tôi là thật sự hoành tráng, thật sự có chiều sâu. Choáng ngợp trước cái sự quy mô của Việt Nam International Fashion Week. Ước mơ vươn xa hơn trong thế giới đã được thực hiện. Cái công trình này đối với ngành thời trang Việt Nam rất là to lớn. Very excited to come here. Vietnam Fashion Week. Wonderful event. Chương trình thời trang quốc tế tại Việt Nam đã là một cầu nối, hay là chắp cánh ước mơ cho tất cả những nhà thiết kế Việt Nam vươn xa ra tầm xa thế giới. I think this is a really amazing platform for all the designers to find a business in the fashion industry. I can tell that Vietnam International Fashion Week will become more professional. Congratulations! I love so much Vietnam International Fashion Week. Trong năm 2015, Việt Nam International Fashion Week vinh dự chào đón những nhân vật gào gọi trong làng thời trang quốc tế, đó là bà hoàng áo cưới Nhật Bản Yuki Katsura, nhà thiết kế lão làng đến từ Italia Renato Bellastra, và đặc biệt sự xuất hiện của huyền thoại thời trang thế giới Kenzo Takada đã nâng tầm tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lên một tầm cao mới trên bản đồ thời trang thế giới. Yes, this is why you get your attention. C'est super. En même temps, beaucoup de jeunes générations qui ont l'impression d'intéresser beaucoup à moi. Et je trouve ça, c'est génial. Et je sens beaucoup d'énergie dans cette partie. Hãy cùng chào đón sự trở lại của Vietnam International Fashion Week 2016 bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 tại Jam Center. Thank you.